Tôi là người ưa chuyển dịch, những chuyến đi xa là một cảm xúc vô tận đối với tôi. Mỗi chuyến đi mang lại cho tôi một trải nghiệm mới mẻ khác nhau. Những chuyến tàu lao nhanh mang đầy cảm xúc, đôi khi là một nỗi kinh hoàng. Tôi đang trên đường tới nơi từng mệnh danh là ngã tử thần tại xã Lê Thiện, An Dương, Hải Phòng. Đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng làm một người tử vong. Hiện đã làm nạn nhân văng ra khoảng 20 m, còn chiếc xe gắn máy thì bị đoàn tàu kéo lê hơn 100 m. Ngày xưa ở cái khu này nó gọi là ngã tử thần hả bác? Đây là nó gọi là chỉ là đường, cái lối vào nó gọi đường tử thần thôi. Đường tử thần. Là đoạn đường này là xảy ra rất nhiều tai nạn chết người. Còn bác ra đây làm 2009, đến nay đã được 5-6 năm rồi. Mỗi khi mà các bác ở trong làng này nghe xảy ra tai nạn người ở đường tàu này, các bác ra xem. Nói thật với các cháu, nó nghiến ra là 3 năm 4 rồi, trông thương tâm. Cũng được xem đài báo TV ở toàn quốc mình có nhiều hướng tốt được tốt. Dạ. Mà bác nghĩ bồ đâu, tại sao đường mình chỉ có một cái việc như thế này mà lại không mạnh dạn mà tình nguyện ra đây mà làm để giảm bớt tai nạn giao thông. Tức là chỉ xuất phát từ thấy việc mà quá nhiều tai nạn xảy ra cung đường này, trong mình thấy nên phải làm. Rất thương tâm. Vâng. Đầu tiên bác ra đây là về có trao đổi lại mà. Mấy bác gái, người hội người cao tuổi đang có yêu cầu thế, tôi sẽ là đơn tình nguyện đề nghị đảng chính quyền cụm dân cư số 2 này cho phép tôi ra đây làm để cho nó giảm bớt tai nạn giao thông. Chính quyền địa phương này, nhân dân sống mới này là người ta người 5 xu, người 1.000, người 5-30 ta góp vào thành một được đôi triệu, thế là ra đây mua tre lá về dựng cho bác một cái lều. Đây dựng cái lều ở bên cạnh cần kéo kìa. Đây góc đấy. Lều đấy. Đồng thời như thế là dẫn cho bác cái dựng cho bác cái cần này. Đấy từ 2009. Thế là bác ra bác làm luôn. Làm luôn và ăn ở ngoài này luôn. Ăn uống xong rồi đội cái mũ ngồi tại cần. Cứ tàu đến là thập cần này. Tàu hôm qua lại mở cần. À, tức là lúc đấy mình chỉ có quan sát bằng mắt thôi. Bằng mắt. Khi nào mà thấy còi hoặc là thấy tàu là mình bắt đầu tàu kia là mình thổi còi. À. Tàu kia mình thổi còi, tàu lên thổi còi. Thế mà đồng thời có một quyển sổ với một cái bút ghi, ví dụ như là tàu LH1 và là thông qua chỗ này là 6:30. Em cũng hỏi một chút là bây giờ thì thấy mình có chỗ là gọi là khang trang rồi đúng không? Cũng vững chãi. Nhưng mà ngày xưa lúc mà bác mới ra ấy, mấy cái lều tre mà dựng như thế thì những cái hôm mưa bão thấy làm như nào bác? Mưa to lớn là bác phải chạy, tạm thời phải lánh vào trong, về nhà hoặc vào trong nhà xây của các cháu kia. Ở cơn bão, cơn mưa, cơn bão to. Có bao giờ bác nghĩ là bác sẽ bỏ thôi không làm nữa, đi về nhà sống? Có đấy. Làm cháu tôi tìm trơn trợn trợn. Lần này ra có tổng kết an toàn giao thông 2009. Vâng. Bác có nhận được một cái giấy mời của Phòng Công Thương huyện An Dương tổ chức tại huyện, tặng một cái giấy khen và đồng thời biểu dương người tốt việc tốt. Người tốt việc tốt. Yeah. Thế hôm nay bác thấy vinh dự, thế là về là không phân tán cái việc này mà là cứ quyết tâm làm. Nếu tính từ 2009 bác ra đây đến giờ là bác cứu được, cũng sống được khoảng 6-7 người, lấy chồng có bầu cho đi về đây là cứ đứng ở đường tàu để gọi điện thoại. Tức là chủ quan cứ ngồi đây nghe, đứng ở đây nghe điện thoại. Bác càng kêu càng gọi có tàu có tung cái đấy. Tàu hang thế là bác cầm cái gậy này bác quạc qua đây bác kéo thì ai ngã là cái tàu tạt qua đó là đủ tạt qua. 4-5 năm sau mẹ tròn con vuông, bố chồng này, chồng bố đẻ này, chồng này và bế một đứa con lên. Lên cảm ơn. Cảm ơn. Bác nhớ đấy một cái kỷ niệm sâu sắc nhất. Cái ngày đầu ấy, lúc mà bác ra đây làm ấy, không biết là ở nhà có ai phản đối không? Nhưng thực tế mà nói là vợ bác không đồng ý.
Nói thế thôi nhưng bác vẫn cứ quyết tâm bác làm. Làm đơn. Lúc đấy bảo là bác gái không đồng ý thì không ra. Cứ ra, cứ làm đơn. Thế bác gái có ra hay ra đây giúp bác không? Từ 2010, 2011, 2012 cho đến bây giờ. Lúc nào bác gái cũng sát cạnh mình ra. Cạnh mình. Hỗ trợ bác. Bác phải đi đám này, hoặc là bác phải đi đâu này, hay làm gì này. Là bác gái ở đây trông thay cho bác. Ông Xá vô cùng tự hào về người vợ của mình. Bà là một người giáo viên đã nghỉ hưu. Bà luôn đặt niềm tin son sắt nơi ông và tin tưởng vào những việc ông làm. Mối tình của hai ông bà cũng là một câu chuyện dài mà tôi muốn lắng nghe. Rau này là rau nhà mình trồng hả bác? Rau bác trồng ở ruộng đấy. À, thế tiện không anh nhỉ? Nhà mình trồng được nhiều rau này không ạ? Được đủ ăn. Tại sao bác lại quyết định là cưới bác trai? Bác có sợ là ví dụ như là bác trai bị chân bị đau như thế rồi sau này về vất vả cho bác không? Bác có nghĩ thế không? Gia đình bác ấy, không ai đồng ý. Thế nhưng mà mấy cái sự quyết tâm của hai người thì cuối cùng là thành vợ thành chồng. Cháu thấy cái thời của bác mà khi mà bố mẹ đã ngăn cấm mà vẫn quyết định đến với nhau là gọi là rất yêu mới đến được đúng không bác? Vâng. Lúc bác trai bảo ra đây thì bác có đồng ý luôn không? Không, bác không đồng ý. Dạ. Mấy lại các em nó cũng không đồng ý. À. Thôi bác cũng bảo các con bác là thôi các con cứ ký vào để cho bố ra. Thế là mẹ con tôi ký đơn vào thì là bác ra đây từ tháng 9 năm 2009. Vâng. Cái hồi đầu mà lúc mà bác trai mới ra đây á, bác có ra cùng không? Lúc mới đầu ra cũng khổ lắm cháu ạ. Bây giờ giờ tàu không có, lại thì quầy báo thông báo không có. Thế là cứ phải hất sống, hất sống, cứ phải thức. Cứ phải thức, chờ tàu đến bắt đầu là cứ kéo. Ra ngồi nhìn. Bác có nhớ được giờ tàu rồi như bác trai không? Có. À, nhớ bác được hết luôn. Thuộc hết giờ tàu. Tất cả các chuyến. Bây giờ bác thuộc hết giờ tàu. 5-6 năm rồi cháu bỏ. Bác có tin tưởng cái việc bác trai đang làm bây giờ không? Nói thật với cháu là bác rất tin tưởng. Cho nên là bác vẫn động viên bác là bây giờ thôi công việc thì ở nhà ai yêu thì bác lo cho bác. Còn bác cứ làm tròn trách nhiệm của bác thì đến khi nào bác già bác không làm cái gì. Về bác lại chăm. Mưa đơn giản cho những người đang êm ấm trong ngôi nhà của mình, nhưng thật không dễ dàng cho người chờ tàu tật nguyện. Mái tóc đã điểm bạc, làn da nhuộm màu sương gió, ông vẫn ngồi đó trông ngóng những chuyến tàu mặc dù những hạt mưa thì nặng đôi vai. Anh Long, trưởng ga Dụ Nghĩa, người anh em, người cháu thân thiết của ông Xá. Hôm nay tôi cùng ông tới thăm anh. Anh ở nhà ga thì lúc nào có anh em cán bộ nhân viên là trực 24/24. Vâng. Hôm nay ngồi em ngồi nghe bác Xá nói chuyện kể với anh nhiều lắm. Hồi mới làm là được các anh em ở bên này cũng giúp đỡ nhiều. Em không biết là cái tình hình tai nạn đường sắt ở khu vực đó nó như nào. Cái điểm đen của an toàn của giao thông ở chỗ đường ngang dân sinh và xã Lý Thiện thì chỗ đấy là hay xảy ra tai nạn. Mới là bác làm nên là tự nhiên là cái vấn đề tai nạn là nó hình như là nó bỏ hẳn luôn, không còn tai nạn nữa, không còn. Bác cứ làm một công việc là khi mà có cái căn cứ cái bảng giờ tàu mà cán bộ viên ga Dụ Nghĩa cho ấy thì là bác cứ xem là bác cứ đóng cái chắn xuống thì là tàu qua cái giờ là tàu qua thì là người dân người ta sẽ đứng lại hai bên hành lang an toàn giao thông, thì tàu qua xong người ta mới đi thôi, chứ còn bác không học được nghiệp vụ. Nhưng mà cái công việc nó cũng rất đơn giản nhưng mà cũng phải cẩn thận. Vâng. Là bác làm công tác đấy là rất là tốt, từ thiện giúp cho người dân đi lại được an tâm. Đây cũng là một người bạn qua lại quãng đường này cũng đã 40 năm, cùng chứng kiến những đổi thay từ khi có ông Xá tình nguyện làm gác chắn, thi thoảng cốc trà ấm khơi gợi câu chuyện của quá khứ. Có thể nói là hơn 40 năm là ngày nào cũng đi qua đây, từ lúc đi học và bây giờ đi làm thường xuyên là qua đây, ngày nào cũng hai chiều qua đây. Ở chỗ ông Xá đây là một trong những người coi như ông ấy là người ra đây này. Sau khi mà trước đây là chưa là cái đường giao thông chỗ này là không có người
làm nhiệm vụ gác, các chắn gác, rất nhiều vụ tai nạn xảy ra thường xuyên. Ngay bản thân như gia đình họ nhà tôi nên cũng có người em dâu trong họ là hai mẹ con đi chợ qua đây vào dịp năm học mới đi mua sách vở quần áo cho con, không may là cũng sơ ý do mất cảnh giác không chú ý tàu, cho nên là khi đi qua thì tàu cán chết hai mẹ con ở tại cái vị trí này. Thực ra là xúc động mà ấn tượng nhất là những năm tháng trước đây mà khi ông mới ra, ông điều kiện cơ sở vật chất là không có được như khang trang như bây giờ. Mấy cái đợt mưa bão là sáng sau tôi đi làm qua thấy siêu vẹo, mà nhìn mà qua thì nhìn thấy cái cảnh trong cái chòi của ông là rột lát, nhưng mà nhìn thấy bữa cơm thì rất là đảm bảo không có gì cả, cứ nhìn cái tiếng quài của ông và ông ấy kéo cái cần barrier xuống là coi mọi người phải tự động dừng lại, không có xảy ra tai nạn giao thông nữa, là cái hạnh phúc cho toàn xã hội và cho mỗi gia đình tham gia giao thông nữa. Những người bạn tốt, người vợ Tảo Tần luôn là nguồn động viên không hề nhỏ với ông Xá. Mối tình vượt qua những cấm cản của ông bà làm tôi cảm động. Bữa cơm hôm nay chỉ có chút rau muống, đậu phụ thôi mà tiếng cười nói không dứt. Không gì có thể làm đứt quãng bữa cơm đầm ấm này ngoài tiếng tàu hạc bất chợt. Mỗi người thì đều sẽ tìm thấy một cái niềm vui ở trong cái công việc của mình. Với rất là nhiều năm bác làm công việc tình nguyện, là một cái người đứng ra để chắn tàu, thông báo cho mọi người biết có tàu đi qua, thì cái niềm vui mà bác nhận được ở trong cái công việc này là gì? Tàu xuôi, ngược xuôi mà an toàn về tới bến là bác cảm thấy cái niềm vui hạnh phúc sung sướng nhất trong đời bác. Vâng ạ. Cá nhân cháu thì cháu chúc cho bác Xá là bây giờ có thật nhiều sức khỏe này. Bởi vì cháu tin là cái tình yêu đối với những cái chuyến tàu, giúp cho những chuyến tàu an toàn là cái điều mà bác mong muốn nhất rồi. Cháu chỉ chúc bác là sẽ có thật nhiều sức khỏe để cho có thể là thực hiện thật tốt cái công việc của bác hiện nay. Tôi đã từng chờ những chuyến xe, đã từng đưa đón kẻ đi về. Sao nhà đã ấy, sân nhà ấy, chỉ để cho lòng giấu biệt ly. Tôi là người đồng hành. Các bạn cần nhớ 7 bước băng qua đường sắt an toàn. Tàu hỏa là phương tiện cỡ lớn, rất khó phanh gấp khi đang chạy nhanh. Khi băng qua đường sắt, người tham gia giao thông cần đặc biệt chú ý để tránh những tai nạn đáng tiếc. Bước 1, đi chậm lại. Khi sắp băng qua đường sắt, người tham gia giao thông nên đi chậm lại, quan sát kỹ hệ thống đèn báo, biển báo đặt ở hai bên đường. Lưu ý những chướng ngại vật có thể xuất hiện ở xung quanh đường sắt. Bước 2, dừng hẳn. Dừng cách đường ray khoảng 5 đến 6 mét. Toa tàu bao giờ cũng rộng hơn đường ray. Nếu dừng quá gần đường ray sẽ bị tàu cuốn theo, rất nguy hiểm. Tuyệt đối không vượt qua rào chắn đã hoặc đang được dựng trước đường ray. Bước 3, quan sát. Nhìn kỹ hai hướng xem tàu hỏa có sắp chạy qua hay không. Nếu đèn tín hiệu bật sáng, phải dừng lại chờ tàu đi qua. Bước 4, nghe ngóng. Nếu đi ô tô, hãy hạ cửa kính, vặn nhỏ nhạc, nghe xem có tiếng còi tàu, chuông báo, còi báo hay không. Không dùng tai nghe, điện thoại khi sắp băng qua đường ray. Bước 5, tiếp tục quan sát. Cũng giống như khi băng qua ngã ba, ngã tư đường, cần quan sát kỹ cả hai hướng trước khi đi qua đường ray. Bước 6, băng qua đường ray. Tăng tốc vừa phải khi băng qua đường ray, chú ý tới những vật cản có thể xuất hiện gần đường ray. Nếu đi xe số, nên để số nhỏ để xe có lực kéo lớn, dễ dàng băng qua đường ray. Bước 7, dứt khoát. Băng qua đường ray với tốc độ vừa phải, không quá chậm, không dừng lại ở giữa chừng. Tuy vậy, cũng không nên cho xe chạy quá nhanh, bởi vậy dễ đâm phải phương tiện giao thông, chướng ngại vật phía bên kia đường sắt. Mỗi người tham gia giao thông
hãy trở thành tấm gương cho cộng đồng.